Khởi công từ tháng 4 năm 2016, nút giao thông Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức thông xe từ 9 giờ ngày 8 tháng 11. Theo đó, các phương tiện ô tô được lưu thông dưới hầm hở theo hai chiều, hướng về trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Nút giao thông Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài hơn 1,8 km, bắt đầu từ cổng khu du lịch Suối Tiên, quận 9 và Thủ Đức, đến đoạn qua cây xăng Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Công trình chính bao gồm một hầm hở, hai cầu quay đầu sang hai đường song hành và hai cầu vượt bộ hành. Sau khi hoàn thành, đoạn quốc lộ 1 qua đây được nâng số làn xe lên 14 ở cả hai chiều, qua đó giải quyết được tình hình ùn tắc giao thông ở cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh. Thì trước đây thì cái nút này là nó thường xuyên kẹt xe, để lưu lượng trên tuyến rất là lớn. Mà cái phần xe tải, xe container từ các tỉnh phía Bắc đi vào và gần với các cái khu Đại học Quốc gia và Suối Tiên, và có cái giao cắt và cái các cái hệ thống mà là giao bằng, thì cái nút giao này là nút giao khác mức, cho nên là nó giải quyết được cái tình trạng là phải dừng chờ trước đèn đỏ, thì sẽ là thông thoáng. Khi đưa vào khai thác thì nó sẽ bị là thông thoáng ổn định. Nút giao thông Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba trạm 2 Thành phố Hồ Chí Minh đến nút giao Tân Vạn, tỉnh Đồng Nai. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Đến nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng toàn bộ phần trục chính xa lộ Hà Nội. Hiện vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn tất do vướng mặt bằng ở quận 9, Thủ Đức và một phần của tỉnh Bình Dương.